Xin chào các bạn. Nhắc đến Hermes thì các bạn biết đây là một cái thương hiệu thời trang khá là nổi tiếng với chất lượng cũng như là tính thẩm mỹ rất là cao, và nếu mà những ai yêu thích cái hãng Hermes này thì chắc hẳn là đều biết rằng cái sản phẩm tốt nhất của nó chính là thắt lưng. Bên cạnh thắt lưng thì Hermes cũng sản xuất giày, ví, quần áo, túi xách. Nói chung là khá là nhiều những cái món đồ thời trang mà ai cũng muốn sở hữu. Để mà mua được một chiếc thắt lưng Hermès hàng chuẩn, hàng Âu thì giá dao động khá là cao, khoảng 10 đến 15 triệu, cao hơn cũng có. Những ai mà đang muốn sở hữu chiếc thắt lưng Hermès chất lượng tốt, giá yêu thương thì có thể tham khảo một số những cái mẫu thắt lưng Hermes cũ của cả nam và nữ mà mình sẽ chia sẻ đến các bạn sau đây. Các bạn có thể theo dõi ở trên màn hình. Mỗi năm thì Hermes sẽ cho ra mắt nhiều cái mẫu thiết kế thắt lưng mới cùng với mức giá mới. Vì thế mà cái giá của những sản phẩm thắt lưng Hermès cũ hàng Âu sẽ giảm xuống một phần nào đó. Một phần là do chúng đã qua sử dụng, và phần nhỏ nữa là chúng không còn phải là mốt của hiện tại nữa. Thì các bạn có thể lựa chọn cho mình một số những cái mẫu thắt lưng Hermès mà mình chiếu. Các bạn có thể tham khảo thêm những cái mẫu thắt lưng Hermès ở trên trang Amazon của Nhật Bản. Shop mình sẽ trực tiếp order tại Amazon và mang đến cho các bạn cái thắt lưng Hermès chính hãng, giá yêu thương nhất có thể. Nếu có bất cứ thắc mắc hay là câu hỏi gì thì các bạn có thể liên hệ tới số điện thoại ở góc màn hình 0983 131 528 để được tư vấn rõ hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào các bạn.